Laudetur de Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 10 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là một nền kinh tế Francisco Và cuối cùng là cương chính nhân Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức Đức Thánh Cha Francisco nói Thánh Teresa Hài Đồng dạy chúng ta sự đơn sơ, yêu thương và tin tưởng Vatican trong tông huấn mới được công bố ngày 15 tháng 10 có tự đề Cela Confiance, đó là sự tin tưởng, nói về Thánh Teresa Thần Ligier, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh nhân dạy các tín hữu con đường bé nhỏ của yêu thương, hy sinh, quan tâm đến người khác và hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định, vào thời điểm mà con người bị ám ảnh bởi sự vĩ đại và những hình thức quyền lực mới, Ngài đã chỉ ra cho chúng ta con đường bé nhỏ. Trong một thời đại đã gạt bỏ rất nhiều anh chị em của chúng ta, Ngài dạy chúng ta vẻ đẹp của sự quan tâm và trách nhiệm đối với nhau. Thánh Teresa Hải Đồng giê -xu là một trong những vị thánh được Đức Thánh Cha Francisco yêu mến. Ngài qua đời ở tuổi 24 trong một đan viện. Tuy thế, lòng nhiệt thành loan báo tin mừng của Ngài bằng cầu nguyện và gương sáng đã thúc đẩy Đức Pio 11 vào năm 1927 chọn Ngài làm bốn mạng các xứ truyền giáo. Và các tài liệu Ngài để lại đã khiến Thánh Giáo Hoàng John Paul II vào năm 1997 tuyên bố Ngài là tiến sĩ hội thánh. Mở đầu tài liệu mới nói về Thánh Teresa nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nữ tại Alançon, nước Pháp. Đức Thánh Cha viết: "Chính sự tin tưởng và không gì khác ngoài sự tin tưởng là điều phải dẫn chúng ta đến tình yêu." Đây chính là những lời được thánh nhân viết vào tháng 9 năm 1896. Đây cũng chính là những lời truyền cảm hứng cho tông huấn mới của Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha nói rằng những lời này tóm tắt sự khôn ngoan về linh đạo của Thánh Nhân và đủ để biện minh cho việc Ngài được vinh danh là tiến sĩ giáo hội. Tổng huấn được công bố vào ngày lễ kính nhớ Thánh Teresa Avila, chứ không vào một ngày liên quan đến cuộc đời Thánh Teresa Hài Đồng. Đức Thánh Cha giải thích là vì Ngài muốn thông điệp vượt qua những lễ kỷ niệm đó và được coi như một phần kho tàng thiêng liêng của giáo hội. Ngày công bố tông huấn muốn nói rằng Thánh Teresa Hài Đồng là kết quả chín mùi về linh đạo của vị thánh vĩ đại người Tây Ban Nha là Thánh Teresa Avila. Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Teresa Hài Đồng với các đặc điểm tình yêu của một tâm hồn truyền giáo dành cho Chúa Giêsu, con đường tin tưởng và yêu mến, sự phó thác trong tay Chúa Cha, thử thách đức tin và sự tin tưởng vào lòng thương xót, tình yêu giáo hội, vân vân. Đức Thánh Cha kết thúc tông huấn bằng lời cầu nguyện. Thánh Teresa quý mến, giáo hội cần tỏa ra ánh sáng, hương thơm và niềm vui của tin mừng. Xin gửi cho chúng con những bông hồng của Ngài. Xin giúp chúng con giống như Ngài, luôn tin tưởng vào tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng con, để mỗi ngày chúng con có thể sống theo con đường bé nhỏ, thánh thiện của Ngài. Đức Thánh Cha quả quyết, không bao giờ xem nước như một loại hàng hóa đơn thuần. Vatican, nhân ngày Lương thực Thế giới năm 2023, ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Thế giới. Ngài nhấn mạnh, tiếng kêu đau khổ và tuyệt vọng của người nghèo phải đánh thức chúng ta khỏi tình trạng hôn mê đang bao trùm chúng ta và thách thức lương tâm của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, nguyên nhân của tình trạng đòi kém và suy dinh dưỡng là do sự tích tụ bất công và bất bền đẳng vốn khiến nhiều người phải nằm trong hố sâu của cuộc sống trong khi một số ít lại sống trong tình trạng phô trương và xa hoa Điều này không chỉ áp dụng cho thực phẩm mà còn cho tất cả các nguồn tài nguyên căn bản Hơn thế, việc nhiều người không thể tiếp cận được những nhu cầu căn bản là một sự sỉ nhục đối với phẩm giá nội tại do Thiên Chúa ban cho họ Đặc biệt về nguồn tài nguyên nước Đức Thánh Cha khẳng định nước là sự sống vì nó đảm bảo sự sống còn Tuy nhiên Hiện nay nguồn tài nguyên này đang bị đe dọa bởi những thách thức nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Ở nhiều nơi trên hành tinh, anh em chúng ta bị bận tật hoặc chết do thiếu hoặc khan hiếm nước uống. Hạn hán do biến đổi khí hậu đang khiến nhiều khu vực rộng lớn trở nên cằn cỗi và gây thiệt hại to lớn cho hệ sinh thái của các quần thể. Do đó, chúng ta không thể khoan tay đứng nhìn. Vì vậy, cần phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng, mạng lưới ống dẫn, hệ thống vệ sinh và xử lý nước thải. Đặc biệt ở những vùng nông thôn xa xôi và khó khăn nhất, điều quan trọng nữa là phát triển các mô hình giáo dục và văn hóa nhằm nâng cao nhận thức trong xã hội để lợi ích căn bản này được tôn trọng và bảo tồn, không bao giờ xem nước như một loại hàng hóa đơn thuần, một sản phẩm trao đổi hoặc một vật phẩm để đầu cơ. Đồng thời, nước cũng là lương thực vì nước cần thiết để có được an ninh lương thực, là phương tiện sản xuất và là thành phần không thể thiếu đối với nông nghiệp đức thánh cha cũng nhấn mạnh đến việc tránh thất thoát nước trong ngành nông nghiệp và làm sao để việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ và vô cơ không gây ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, đức thánh cha kêu gọi các tổ chức quốc tế, chính phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp, tổ chức học thuật và nghiên cứu cũng như các đơn vị khác phải chung sức, đóng góp ý tưởng để nước trở thành di sản của mọi người, được phân phối và quản lý tốt hơn theo cách phù hợp, bền vững và hợp lý. Đức Thánh Cha nói, những thay đổi thực sự diễn ra từ dưới lên. Vatican, ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời lý do có sự cập nhật thông điệp Laudato Si sau 8 năm bằng tông huấn Laudate Deum trong cuộc phỏng vấn của Đức Cha Domenico Pompili nhân cuộc gặp gỡ tại Verona của diễn đàn cộng đồng Laudato Si. Đức Thánh Cha nêu lý do cập nhật vì nhiều diễn đàn của liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP đã diễn ra sau hiệp định Paris sau đó thì mọi sự dường như vẫn đi thụt lùi mà không đem lại hiệu quả và tôi nghĩ là những cốt này không diễn ra tốt chúng đã không cung cấp chính xác những gì chúng ta cần và sau đó có một số điều mới cần sửa chữa và sau đó phải xem điều gì xảy ra nếu không nếu chúng ta không tăng tốc thì chúng ta sẽ bị những con sư tử ngấu nghiến bởi vì đây là một thời điểm khó khăn rất khó khăn chúng ta phải nhận thức được điều này đến thánh cha kể, một trong những nhà khoa học quan trọng nhất ở Ý, chủ tịch một hiệp hội đã nói với tôi rằng, tôi không muốn cháu gái của tôi được sinh vào hôm kia phải sống trong một thế giới không thể sống được trong vòng 30 năm nữa và đó là cách mọi thứ diễn ra. Chúng ta cần phải tự vấn lương tâm về điều đó. Cuối cùng, nhánh gửi với các cộng đồng Si ở Ý, được thành lập để thực hiện thông điệp Si. Đức Thánh Cha đánh giá cao những cộng đồng nhỏ như vậy. Ngài ví như cộng đồng đó với nước. Ngài nói, nước sôi nhờ nhiệt từ dưới lên trên chứ không phải từ trên xuống dưới, đó là quy luật tự nhiên. Những thay đổi thực sự diễn ra từ dưới lên trên, nhờ sự trợ giúp của những sức mạnh từ trên xuống. Nếu không có những phong trào như thế này thì chẳng thể thay đổi được gì trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ đừng quên những người không có đủ cơm bánh hàng ngày. Vatican trong sứ điệp gửi đến những người làm nông nghiệp, các tham dự viên ngôi làng Condiretti được tổ chức tại Chico Massimo ở Roma từ ngày 13 đến 15 tháng 10. Đức Thánh Cha mời gọi họ nhớ đến những người thiếu những gì cần thiết để nuôi sống họ. Ngài nói, chúng ta mơ về một thế giới trong đó nước uống, cơm bánh, công việc, thuốc men, ruộng đất, nhà ở là những điều sẵn có cho tất cả mọi người. Sự kiện ngôi làng Condiretti là nơi những người trồng trọt và doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp từ các vùng khác nhau của Ý lập các gian hàng để nâng cao nhận thức về tính đa dạng sinh học và tính bền vững của nền nông nghiệp, mô hình dựa trên sự khác biệt và chất lượng của sản phẩm Made in Italy. Tinh thần khởi nghiệp của nông dân trẻ và những giới hạn của việc canh tân đổi mới trong sứ điệp đức thánh cha dùng lời của thánh gioan 23 để nhấn mạnh giá trị công việc ngành nông nghiệp vì sự thăng tiến toàn diện con người ở cấp độ cá nhân và cộng đồng và là sự tham gia vào việc thực hiện kế hoạch quan phòng của thiên chúa trong lịch sử nông nghiệp phải được quan niệm và sống như một ơn gọi và sứ mẹ và đức thánh cha nói tiếp rằng công trình sáng tạo đã được thiên chúa muốn như một món quà và gia sản được ủy thác cho con người trên đường thành toàn nghĩa là cởi mở và hướng tới sự hoàn thiện. Khi trao nó cho con người, như một của cải cần được bảo vệ, Thiên Chúa sắp đặt để con người góp phần hướng nó tới sự hoàn hảo mà nó đã được định sẵn và sẽ đạt đến vào ngày sau hết. Do đó, trong khi con người làm việc, thay đổi thế giới nhưng cũng thay đổi chính mình, thì họ trở nên có trách nhiệm và quảng đại hơn. Mệnh lệnh cai quản trái đất được Thiên Chúa trao cho con người như được nói trong sách sáng thế, được nói rõ hơn trong tin mừng, trong đó sự thống trị được nhìn thấy trong lì lệ của tình yêu trở thành sự phục vụ, đã được Chúa làm chứng qua cái chết và sự phục sinh. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, ngày nay thông qua công nghệ mới, con người thực thi quyền lực của mình thường buộc trái đất phải sinh hoa trái, nhưng cái giá mà thiên nhiên phải trả là rất cao, như được chứng minh bằng các cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngài nói, chúng ta càng ngược đãi trái đất, làm ô nhiễm nước và không khí, chúng ta càng lấy đi không gian của đa dạng sinh học, khi chặt phá rừng và làm tổn hại hệ sinh thái, thì việc đối phó với sự bất ổn của các sự kiện khí tượng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cùng với thiên nhiên, nhân loại cũng phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu và đặc biệt là người nghèo, những người có nguy cơ không có đủ cơm bánh hàng ngày. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi có những lựa chọn nhằm đảm bảo toàn bộ dân số trên thế giới có được lương thực cần thiết bằng cách can đảm lựa chọn điều đúng chứ không chỉ là điều dụng ích thuận tiện và mang lại lợi nhuận. Thư từ của các nhà truyền giáo Pháp tại Việt Nam được đăng online giúp nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Paris, Viện nghiên cứu Pháp Á đã tạo một kho lưu trữ online tất cả thư từ trao đổi giữa Hội Thừa Sai Paris và các nhà truyền giáo tại Việt Nam để những người muốn nghiên cứu về lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động có thể tham khảo. Trong năm qua, Hội Thừa Sai Paris đã kiểm kê, lập danh mục và hiện nay đã đăng online 400 hộp tài liệu từ Bộ Sưu tập Việt Nam với các tài liệu về các công tác truyền giáo từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1975. Các nhà nghiên cứu quan tâm đến lịch sử Việt Nam cũng có thể tham khảo kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Pháp Á đã mở cửa cho công chúng tại phòng đọc sách của trụ sở Hội Thừa Sai Paris ở đường Rue de Bac ở Paris hội từ Sai Paris đã đến Việt Nam vào thế kỷ 17. Năm 1662, đức cha Pierre Lambert de Lamotte trở thành đại diện tông tòa đầu tiên của Nam Kỳ. Cha Louis Servoy là nhà truyền giáo châu Âu đầu tiên đến khu vực này vào ngày 26 tháng 7 năm 1664. Cha François Desdier đến Bắc Kỳ năm 1666. Đến năm 1790, chỉ có bốn nhà truyền giáo của hội thừa sai Paris tới Bắc Kỳ. Cách mạng Pháp và việc đóng cửa chúng viện ở Paris đã chấm dứt mọi hy vọng tăng số lượng các nhà truyền giáo cho đến năm 1815. Vào nửa sau thế kỷ 19, sau Hiệp ước Huế và việc thành lập Đông Dương thuộc Pháp vào năm 1887, các nhà truyền giáo Pháp đã có thể tổ chức lại. Vào đầu thế kỷ 20, Hội thử sai Paris đã chuyển giao các trách nhiệm trong giáo hội cho các giáo sĩ người Việt ở địa phương đến năm 1970, không có nhà truyền giáo nào của hội thừa sai Paris có mặt ở miền Bắc. Đến năm 1975, tất cả các nhà truyền giáo còn lại đều bị trục xuất khỏi Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Laudate Deum, một lối nẻo tiếp cận từ kinh tế Francisco, phần thứ nhất. Laudate Deum Ui, chưa gì hết mới vừa bước vào lớp và thầy đã nhắc bài mới luôn rồi. Thầy đợi con thở miếng đã thầy Ủa? ơi. Ừ, cho mà trẻ nhớ, đâu hỏi bài gì đâu. Thầy mới đọc đến cái thông hu uh, huấn Laudate Deum của Đức Thánh Cha thế mà. Thì tuần trước thầy mới nhắc con cuối bài hôm trước thầy nói là tuần này chuẩn bị bài lauda ra gì đó để học con chưa kịp bước lên lớp là thầy đã nhắc từ ngoài cổng rồi Ủa, thầy chỉ nói là ngày 4 tháng 10 là Đức Thanh Cha ra thông điệp Lauda tedium Nên là chắc là tuần này thầy và bạn trẻ cùng trò chuyện với nhau Và cùng trò chuyện với quý thính giả một chút về thông điệp này thôi mà à vậy chỉ là trò chuyện thôi phải không thầy Đừng có nói là bạn trẻ về đọc thông điệp Lauda tedium này luôn rồi nha thì có biết đâu tại tuần vừa rồi thì nói vậy con lo quá con về con ngồi con đọc rồi con tóm tắt đủ các kiểu rồi còn phân tích để coi chỗ nào thắc mắc để tóm ý đó để còn nói là nghi là thầy sẽ đặt câu hỏi chỗ này chỗ kia nữa kìa trời wow. ơi bị căng thẳng luôn á Này đúng là tinh thần của một bạn trẻ của kinh tế Francisco rồi ha. Ôi, nếu mà như vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi ha. Bắt đầu bằng việc, từ việc của bạn trẻ đi. Bạn trẻ đã tóm thông điệp Laudate Deum rồi. Thì bây giờ Thôi thì thầy ngồi nghe đi nha Đấy thấy chưa Con nói có sai đâu Nếu mà trường hợp mà con không, không tóm Thì bây giờ thầy có thể nói cho con nghe mà Thôi thì uổng công mình đã tóm bài Thì bây giờ con có thể trình bày sơ sơ cho thầy Để thầy có thể kiểm tra Xem con tóm có đúng không thầy nha thôi làm gì mà kiểm tra chủ yếu là thầy biết là bạn trẻ là khiêm tốn còn rất là một bạn trẻ rất thao thức vấn đề môi sinh rồi từ Laudato Si và bây giờ là lauda đúng không thôi thì khiêm tốn vậy là tốt lần đầu tiên được thầy khen cũng vui ghê thôi để cô nói luôn thầy nhá dạ thì đức thánh cha mới ban hành tông huấn lauda tedium nó có nghĩa là à, cũng là chúc tụng hiên chúa phải không thầy đúng rồi tông huấn này gồm 6 chương với 73 đoạn nè cụ thể và hoàn thành những điều mà Đức Thánh Cha đã nói trong cái thông điệp Laudato Si được ban hành vào năm 2015. Yeah. Mà trong cái tông huấn này á, nói chung thì cũng rất là nhiều điểm. Cụ thể á, thì ngay cái chương đầu tiên á, Đức Thánh Cha đã giải thích cho chúng ta thấy là chúng cho dù chúng ta đang có cố gắng phủ nhận những cái dấu hiệu của biến đổi khí hậu á thì nó vẫn còn ở đó. Yeah. Và ngày càng rõ ràng hơn, không có suy giảm miếng nào hết đặc biệt là ngài trương dẫn những cái hiện tượng cực đoan nè thường xuyên có những đợt nắng nóng bất thường hạn hán hay là những cái đau thương khác của trái đất như là lũ lụt nữa như việt nam mình hiện nay đang xảy ra thầy nhờ à. rồi theo đức thánh cha có thể kiểm chứng được rằng một số biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng đáng kể khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan thường xuyên hơn và còn dữ dội hơn nữa đó là cái chương đầu thầy ạ đúng vậy. Á. Cho nên bạn trẻ thấy là mới có 8 năm sau khi ban hành thông điệp Laodotyhi si, thì Đức Thanh Cha đã ban hành thông điệp mới này rồi đúng không? Và giống như ngài muốn nhấn mạnh đến cái việc biến đổi khí hậu này mình không thể không thể trốn chạy được nữa mà nó là một cái điều hiển nhiên rồi. Dạ. Yeah. Điểm tiếp theo Đức Thanh Cha nhấn mạnh là gì về bạn trẻ? Này là mới chưa mở đầu đúng không? Điểm tiếp theo mà Đức Thanh Cha nói con thấy rất là rất là đặc biệt nè thầy. Uh -huh. Ngài nói cái việc mà biến đổi khí hậu á nhiều người đổ lỗi là cho người nghèo vì có nhiều có quá nhiều ừ. con cái nè trên thực tế thì đức thánh cha nhấn mạnh là một tỷ lệ nhỏ dân số thế giới người giàu gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn là số dân người nghèo đến 50% mươi phần trăm lận như là châu phi chẳng hạn nơi có hơn một nửa số người nghèo nhất thế giới lại chỉ chịu trách nhiệm về một phần nhỏ lượng khí thải lịch sử thôi Ừ, đúng rồi tức là vài dòng ngắn gọn như vậy của bạn trẻ à, khi tóm lại thông điệp của đức Thanh cha thì có thể cho thấy những cái điểm rất là chính yếu trong những cái diễn ngôn mà mà tranh luận gần đây của các nhà môi trường và thậm chí là các bạn trẻ cấp tiến á nếu bạn trẻ để ý thì đặc biệt là các nước quốc gia tây phương thì hiện tại thì trào lưu cho rằng là việc sinh con đẻ cái nhiều á yeah. là việc à, gây ra ô nhiễm môi trường nhiều à, vì sinh con đẻ cái nhiều thì phải chăm sóc nhiều rồi lo lắng nhiều này kia sử dụng nhiều à, thực phẩm này kia rồi gây ra ô nhiễm môi trường thì đức thanh Cha gần như là ngài đặt lại cái cái lập luận này liệu có khả thi và thấu đáo hay chưa bởi vì nếu mà suy cho cùng thì người nghèo thì sinh con nhiều hơn người giàu chứ <laughs> dạ. thường là như thế các quốc gia nghèo thì có tỷ lệ sinh con cao hơn dạ. như vậy thì cũng gần như một cái việc là đổ lỗi cho người nghèo cái việc là họ có nhiều con cái rồi gây ra ô nhiễm này kia đức thanh Cha còn phản đối những cái người mà nói rằng nè là việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ dẫn đến giảm việc làm phải không thầy theo ý của đức thánh gia như vậy thì có mình có cái cái dẫn chứng nào để mình thấy được rằng vấn đề này thì theo cái ý kiến của thầy á, thì bởi vì lại cũng có một số cái trào lưu cho rằng là việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch là cực kỳ nguy hiểm bởi vì là chắc chắn nó ảnh hưởng đến những người làm trực tiếp trong ngành công nghiệp này như là các công nhân khai thác than rồi các công nhân dầu mỏ hoặc là những cái ngành nghề liên quan khác. Tuy nhiên thì Đức Thanh Cha nói rằng là khi mà chúng ta không giải quyết nền tảng là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra biến đổi khí hậu á, thì chúng ta đang chối từ một cái thực tế đó là hàng triệu người đang bị mất việc do biến đổi khí hậu hàng năm. Trong khi đó nếu mà chúng ta làm tốt cái quá trình chuyển đổi qua năng lượng tái tạo, á, nếu mà chúng ta quản lý tốt á, thì chúng ta có khả năng tạo ra vô số các việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tức là không phải vì là ở lập luận là sử dụng nếu mà bây giờ chúng ta giảm sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch là chúng ta giảm việc làm cho người này người kia nhưng mà thực tế là nếu mà chúng ta không giảm thì hàng triệu người đang bị mất việc và nếu mà chúng ta thực hiện tốt quá trình chuyển đổi năng lượng á chúng ta tạo ra rất nhiều việc làm trong các cái lĩnh vực mới. Dạ có nghĩa là không làm nhiên liệu hóa thạch thì mình làm cái khác đúng không thầy? Đúng rồi mà nếu mà chúng ta không xử lý thì thì sẽ ảnh hưởng đến rất rất nhiều người trong cái quá trình biến đổi khí hậu này. Dạ còn một cái điểm tiếp theo mà đức thánh cha khẳng định là thầy con người ừ. là nguồn gốc của biến đổi khí hậu là điều không thể chối cãi và không thể nghi ngờ và ngài còn à, nói à, đến cái à. nồng độ khí nhà kính trong khí quyển trong 50 năm qua gia tăng mạnh mẽ luôn nhiệt độ dạ. tăng tốc độ chưa từng thấy trong hai ngàn năm qua thật sự là con cũng thấy trái đất nóng lên nhiều đúng rồi cái này thì mình không cần phải nói mà chắc bạn trẻ cũng cảm nhận được đúng không mình có thể dạ. cảm nhận được còn có sự cộng hưởng của các hiện tượng cực đoan và sự gia tăng khí nhà kính điều này đức thánh cha bảo là không thể che giấu được nhưng mà thật không may thì đức thánh cha nhận xét cuộc khủng hoảng khí hậu không phải là vấn đề được quan tâm bởi các cường quốc kinh tế tức là những nước nước mà phát triển kinh tế mạnh mẽ thì phát triển, họ quan rồi, tâm đến à. việc đạt được lợi nhuận tối đa và với chi phí thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế mà thôi ừ, ừ. thì ở đây thầy cũng muốn phân tích một chút cho bạn trẻ thấy là cái điểm thực sự tên cha đang nhấn mạnh ở đây đó là một số nhà môi trường và một số chuyên gia kinh tế thì lập luận rằng á cái việc mà biến đổi khí hậu là cái việc bình thường không phải là con người tác động lên con người có tác động nhưng mà cái phần tác động của con người rất là nhỏ mà cái việc khí hậu thay đổi là cái phần tất yếu của trái đất ra bắt đầu họ trưng dẫn những cái nghiên cứu đó là hàng ngàn năm mấy ngàn năm thì trái đất sẽ trải qua những kỷ băng hà rồi lúc trái đất nóng lên rồi như vậy là một cái quá trình gần như là là tất yếu của trái đất cho nên là không phải là đổ lỗi cho con người là, là sử dụng này kia, sử dụng vô tội vạ những cái tài nguyên hoặc là sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoặc là tiêu dùng bừa bãi thì là gây nên biến đổi khí hậu. Đức Thanh Tra nhấn mạnh một điều, con người là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu trong cái kỷ nguyên này là điều không thể nghi ngờ, không thể chối bỏ trách nhiệm của chúng ta, chứ chúng ta không có đổ lỗi cho cái vận hành chung của trái đất. Dạ, đúng là con người chúng ta rất có rất nhiều cái là lý do để biện minh cho lỗi lầm của mình thầy um, thầy còn cái này hay nè thầy cái này mới hay nè đức thánh cha nói á ngài đưa ra những cái giải thích rất là rõ ràng do một số ý kiến khinh thường và vô lý mà ngài thấy ngay cả trong giáo hội công giáo nữa thầy thầy biết cái gì không thôi được rồi được rồi này thầy dài quá rồi mà trời ơi thôi chắc không sao tóm tiếp nhé à không thầy để con nói hết cái ý này đã thôi bây giờ tóm tóm lại bốn điểm mình trình bày đi chứ một cái thông điệp thế này mà cứ bây giờ chẳng lẽ bạn trẻ ngồi ngồi tóm cho thầy nghe với quý thính giả nghe một cái thông điệp của đức thanh cha mà tóm trong một số nói chung là dở dang thì mình còn có hứng làm được sau hơn Vậy vậy thì giờ thầy muốn sao thầy muốn tóm lại bài hôm nay hả thôi thì để thầy thầy xin phép bạn trẻ cho thầy tóm lại những gì bạn trẻ đã tóm được chưa <laughs> dạ à, thứ bạn trẻ là bạn trẻ đã trình bày một cách rất là cô động và xúc tích thông điệp Laudate Deum của đức thánh cha với 4 điểm trong ngày hôm nay đó là dấu hiệu biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng nên tính cấp thiết khi mà ban hành thông điệp này rồi đức thánh cha nhấn mạnh rằng lỗi biến đổi khí hậu không thể đổ lỗi cho người nghèo khi họ sinh nhiều con cái hoặc là họ chịu trách nhiệm về lượng khí thải thực ra thì phải là ngược lại rồi đức thánh cha cũng nói đến việc là À, con người gây nên biến đổi khí hậu là là không thể nghi ngờ không thể nói đây là cái vận hành chung của trái đất nhưng mà thực sự thì con người đã tác động sự thay đổi của môi sinh trong cái kỷ nguyên này chúng ta không có quy kết cho đây là cái vòng tuần hoàn về mặt sinh quyển của trái đất được dạ ba à, điểm chứ nó phải bốn điểm còn gì nữa không thầy à, có một điểm bạn trẻ muốn dạ. bài về liên quan giáo hội công giáo gì ạ nhưng mà thôi thôi tuần sau đi nói chung là có lời khen thầy hôm nay thầy học bài rất là chú ý vậy thì tuần sau tiếp tục bạn trẻ tóm bài tiếp ấy nhỉ hôm nay thầy nghe cái Laudatidium này chắc về giờ phải đi tìm cách ngợi khen Thiên Chúa đây. Vậy thầy hẹn bạn trẻ và cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thông điệp Laudatidium. Dạ. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh. Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế phanxico a gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân dự án nước trong sa mạc của các thừa sai dòng châu báu ở Tanzania. Serencio Pastore, bề trên giám tỉnh dòng máu châu báu ở Tanzania, là người đã khởi xướng dự án Nước trong sa mạc. Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh khi cha mừng 25 năm tu dòng, vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, cũng là thời điểm đại dịch. Do không thể hoạt động bên ngoài, cha bắt đầu viết sách, cũng là dịp kỷ niệm Ngân Khánh. Sách có tựa đề đây luôn là nhà của bạn tuy nhiên như cha nói cha chưa bao giờ nghĩ rằng chúa sẽ sử dụng cuốn sách để mở ra một con đường mới một ngày kia khi đến thăm một ngôi làng ở đất nước châu phi cha chứng kiến sự nghèo khổ của người dân tại đây cha trải nghiệm thế nào là sự thiếu thốn khi không có nước đủ để dùng và cũng không có điện sau một đêm không ngủ cha thầm tự hỏi có phải mình đến đây chỉ để thốt lên Sao dân làng này tội nghiệp thế? Qua cầu nguyện, cha đã được Chúa chỉ ra một dự án, đào giếng. Và vào chương thứ năm của cuốn sách xuất hiện với tiêu đề Nước trong sa mạc. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2022, chưa đầy 5 tháng sau khi xuất bản cuốn sách, dự án do cha Terencio đứng đầu đã có những bước đi vào thực tế với việc mở một giếng nước ở làng qua được đưa vào sử dụng. Từ tháng 9 tiếp theo, cha và các cộng tác viên tiếp tục nhận được lời mời gọi từ các cộng đồng ở các khu vực khác nhau đến chia sẻ ở các trường học về chủ đề nước và các chủ đề khác của cuốn sách như Luật pháp, Hòa bình, Tình huynh đệ. Và tháng 4 năm 2023, tại làng Kamenjanya, các tu sĩ truyền giáo dòng mốc châu báu đã khai trương giếng nước thứ hai và tiếp theo Hai giếng nước khác ở hai làng khác cũng được hoàn thành. Chia sẻ về dự án nước trong sa mạc, Trà giám tỉnh nói: "Biết bao nước mắt của đêm thức trắng đã trở thành nước mắt của niềm vui. Không chỉ cho dự án, nhưng còn cho hạt giống tin mừng được nhiều tâm hồn đón nhận. Như trung tâm Chen, Chen Li đã soạn một chương trình giáo dục về nước để các học sinh hiểu giá trị vô giá của nước." theo vị giám đốc trung tâm dự án có những mục tiêu đặc biệt nhằm khuyến khích các em nhỏ suy nghĩ về tầm quan trọng của nước như một lợi ích đầu tiên cung cấp cho các em kiến thức về các thực tế văn hóa khác nhau làm phong phú và bổ sung các dịch vụ giáo dục thông qua các chiến lược thúc đẩy liên văn hóa giáo dục công dân tình liên đới và môi trường bền vững vào cuối năm học các em được khuyến khích nuôi heo đất theo hình giếng nước để đóng góp cho dự án nước trong sa mạc và nhận nuôi một đài phun nước ở trung tâm Sapaudia. Nhờ cuốn sách, dự án nước của cha Terencio đã đến được với nhiều người. Thẩm phán Giuseppe Minutoli ở Messia nói Đọc sách của cha Terencio có nghĩa là bước vào một chiều kích đón nhận như một biểu hiện của lòng thương xót Chúa Cha và lòng bác ái thánh thần trong gia đình, cộng đoàn dân sự và tu sĩ trong xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà số tiền thu được đang tài trợ cho một dự án nước rất quan trọng. Và cuốn sách với lối viết đơn giản nhưng lôi cuốn người đọc đã tưới mát tâm hồn mọi người bằng chính những kinh nghiệm cụ thể và ơn gọi đời sống gia đình và giáo xứ cái chết, những yếu đuối của con người, tình bạn, dấn thân cho phẩm giá lao động. Từ đó, vì mục tử rút ra những suy tư sâu sắc, không phải kết thúc trong chính mình, nhưng diễn tả một đức tin trở thành sự sống, bác ái, hành động và ân sủng. Một doanh nhân người Ý, Catando Vaco cho biết, vào những năm 90, khi trao lại công ty xây dựng cho ông quản lý, ông đã khuyên, luôn đối xử tốt với công nhân, thực hiện công việc một cách khéo léo, nhưng trên hết luôn giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn. Trong những thập kỷ sau, lời dạy này luôn đồng hành với ông. Hiện nay, con đường ông đang được tiếp sức với cuốn sách thực tế của cha Terencio. Ông nói: Một ánh sáng tuyệt vời đã chiếu tỏa trong tôi khi tôi đọc được cuốn sách, ánh sáng của tình liên đới. Khi biết số tiền thu được từ cuốn sách được dùng cho dự án nước, tôi đã mua nhiều bản tặng cho công dân bạn bè các hiệu trưởng trường học mọi người rất vui và được tặng sách có ý nghĩa này trong sách vì mục tử chia sẻ lòng biết ơn chúa vì con đường được mở ra nhờ sự quan phòng và kết luận thật đẹp khi trải nghiệm niềm vui nảy sinh từ bác ái bác ái biến đổi tâm hồn chúng ta vốn thường khô cạn giống như một sa mạc khi cùng nhau làm việc vì mục đích chung mọi sa mạc có thể biến thành khu vườn dự án nước trong sa mạc của cha terenzio vẫn đang tiếp tục thực hiện gần đây hai giếng đã được hoạt động một ở Kito Beni và một ở penaco cha luôn nói những gì từ thiên chúa đều tạo ra sự ngạc nhiên và lòng biết ơn Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Chúa Giêsu Kitô.